Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành kế hoạch thanh tra năm 2023, giao Chánh Thanh tra Bộ triển khai, đôn đốc, thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Thanh Hóa. Theo kế hoạch, năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung thanh tra lĩnh vực quy hoạch xây dựng tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước, thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức đơn vị có liên quan về chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản, việc xây dựng hạ tầng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 địa phương gồm Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang. Dự kiến sẽ có 14 đoàn thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023, gồm một đoàn thanh tra hành chính, 13 đoàn thanh tra chuyên ngành. Ngoài ra, còn có các đoàn thanh tra đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.